Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phường kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tuần qua với tiến sĩ Tạ Cừ Hải. Xin chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cừ Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ Sáu 31 tháng 5 2019, Dow Jones 24.815.04, with Today trừ 3.01% và Year Today cộng 6.38%. Nasdaq 7.453.15, with Today trừ 2.41% và Year Today cộng 12.33%. S&P 500 2752.06 with today trừ 2.62% và year today cộng 9.78%. Giá vàng là 1305 đô la 90 cent một ounce căn cứ dự kiện hôm thứ sáu 31 tháng 5 2019. Giá dầu thô 53 đô la 35 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu 31 tháng 5 2019. Và giá xăng là 2 đô la 825 một gallon căn cứ dự kiện từ công ty AAA thứ sáu 31 tháng 5 2019. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8954 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu, căn cứ thứ 6 31 tháng 5 2019. Tương đương 0.7918 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương 6.90 đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương 108.28 của đồng Yen Nhật Bản, tương đương 65.49 của đồng Robo của Nga, tương đương với 1.35 của đồng đô la của Gia Nã Đại và tương đương với 1.44 của đồng đô la của Úc Đại Lợi lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 30 tháng 5 2019, 30 năm cố định là 3.99% và 15 năm cố định là 3.46%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 25 tháng 5 2019, có 215.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 3.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 221 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy 18 tháng 5 2019, Mỹ có 1 triệu 657.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 26.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 4 2019 đã cung cấp 263.000 việc làm mới, vượt xa sự kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Sự thuê mướn nhân công rất mạnh trên phần lớn các khu vực kinh tế, đặc biệt khu vực phục vụ doanh nghiệp đã cung cấp 76.000 việc làm, xây cấp 33.000 và y tế 27.000. Tỷ số thất nghiệp của tháng 4 xuống mức 3.6% là mức thấp nhất trong gần một nửa thế kỷ hay 49 năm kể từ năm 1969. Lương trung bình của dân Mỹ tăng khoảng 3.4% so với năm trước. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam các nguyệt đầu tiên. Tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố ngày thứ Sáu 26 tháng 4 là cộng 3.2% là một tỷ số phát triển kinh tế rất mạnh của Mỹ, vượt xa sự kỳ vọng. Theo lịch sử của tổng sản lượng nội địa GDP, tỷ số GDP của Tam Cá Nguyệt đầu năm thường rất thấp. Trong 3 tháng đầu năm 2019, mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn như thứ nhất, chính phủ đóng cửa, thứ nhì, thời tiết khắc nghiệt, thứ ba, hãng Boeing đã bị hai tai nạn với phi cơ 737 MAX, và thứ tư, sự lo sợ về cuộc chiến bầu dịch căng thẳng và thứ năm tiền giảm thuế trước đây để dần dà phai nhạt theo thời gian. Khó khăn như vậy mà tỷ số GDP vẫn 3.2% để chứng tỏ rằng chính sách phát triển kinh tế của Tổng thống Donald Trump và nội các của ông đã thành công vĩ đại, đúng như lời ông đã hứa khi ra tranh cử. Bình luận về kinh tế Mỹ, tuần này thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả ba chỉ số đều đi xuống,

và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 1.47%. Cùng ngày thứ Sáu 31 tháng 5, Dow Jones đã giảm trừ 354 điểm 84 hay trừ 1.41%. Chỉ số Nasdaq giảm trừ 1.51% và S&P 500 giảm trừ 1.32%. Xin nhắc lại, giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng, nên rất nhạy cảm với tin tức thời sự bên ngoài và không nhất thiết luôn luôn phản ánh trung thực với tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Tuần này giá dầu thô xuống mức 53 đô la 35 cent một barrel. Mỹ đang tiếp tục cấm vận North Korea, Iran và Venezuela. Tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và cấm vận từ Iran, North Korea đã tạo thêm sự căng thẳng cho chính trường tại Mỹ và thị trường dầu trên thế giới. Liên tiếp trong nhiều tuần qua, dân biểu thuộc khối đa số dân chủ Hạ viện đã không còn tự kiềm chế tham vọng của mình bằng mọi cách phát động nhiều chiến dịch tấn công chống phá Tổng thống Donald Trump nhằm gây rối và tạo ảnh hưởng, hầu đạt thắng lợi cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu phiếu vào năm 2020 sắp tới. Ý đồ này đã đặt quyền lợi đảng Dân Chủ lên trên quyền lợi quốc gia, hiện đang gây hoang mang trên chính trường Mỹ. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, so với đồng rubble của Nga và với đồng đô la gia nó đại, nhưng lại xuống giá so với đồng yen của Nhật. Tuy nhiên, đồng đô la của Mỹ lại đồng giá với đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc và với đồng đô la Úc đại lợi. Giá dầu thô xuống mức 53 đô la 35 cent một bê giá sân xuống mức 2 đô la 825 một ga lông, giá vàng lên mức 1.305 đô la 90 cent một ounce hôm thứ Sáu 31 tháng 5 lãi suất mortgage xuống mức 3.99% cho 30 năm cố định và 3.46% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc trong tháng tư nói chung chậm chạp, lên giá theo từng địa phương. Riêng vùng Arlington County của tiểu bang Virginia là nơi công ty Amazon đang tiến hành xây dựng buổi chỉ huy thứ hai cho 25.000 nhân viên. Giá nhà đã tăng 12% so với năm trước. Kinh tế thế giới Tổng thống Donald Trump đã vừa đe dọa sẽ áp dụng thuế mậu dịch cho Mexico, một trong những nước có nhiều giao thương nhất với Mỹ. Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ cho áp dụng thuế mậu dịch 5% cho hàng nhập cảnh từ Mexico bắt đầu từ ngày 10 tháng 6, như là hình phạt cho việc di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới Mexico để xâm nhập vào Mỹ. Mức độ thuế mậu dịch sẽ được gia tăng 5% mỗi tháng cho tới khi đạt mức 25% vào tháng 10 quyết định này của Tổng thống Donald Trump đã làm cho giới đầu tư thêm sợ hãi và do đó thị trường chứng khoán đi xuống. Các nhà phân tích thị trường tin rằng sẽ có những thỏa ước thích đáng cho vấn đề thuế mậu dịch trong tương lai gần. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bên phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.